Dạ, con xin lỗi chú. Thực ra con cũng không cố ý đâu. Đã làm cho chú phải suy nghĩ. Về nguyên tắc thì con không sai, nhưng mà chú nghĩ nếu có bất kỳ thắc mắc gì, tại sao con không hỏi thẳng chú mà con lại cứ... Dạ, con cũng không cố ý chứng tỏ gì cả. Con chỉ nghĩ mọi việc ưu tiên phá án. Thôi bỏ qua đi. Không biết là cái não của chú có vấn đề gì hay không, mà sao dạo này chú hay bị lụy quá. Chú cảm thấy đói. Dạ. Chú tự ăn được mà. Cảm ơn con. Vậy để con lên làm thủ tục cho chú chuyển về bệnh viện ngành nha. Không cần đâu con, Hả? vài ngày là khỏi. Cảm ơn con đã quá lo lắng cho chú. Dạ. Chú hết giận con chưa? Ai thèm chấp con nít. Cái này chú sai rồi nha. Thiếu úy Trần Diễm Quỳnh, xin trình diện thủ trưởng. Báo cáo anh, theo nguồn tin nhận được, đêm nay chúng sẽ tổ chức giao hàng tại bến xe miền Đông vào lúc 23 giờ. Tại sao chúng lại chọn nơi giao hàng ở một nơi đông người như vậy? Bọn chúng nghĩ nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Tôi không nghĩ là chúng lại liều lĩnh như vậy. Em nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tại vì những nguồn tin mà chúng ta có được quá dễ dàng, khiến cho em đặt ra một câu hỏi là liệu bọn chúng có đang tung quả mù để đánh lạc hướng điều tra của trinh sát chúng ta hay không? Dạ mời hai anh. Anh, có đúng như kế hoạch không? Không nói trước được. Mấy giờ thì hàng về? Khoảng 11 giờ trưa nay đó. Là có nghĩa là từ bây giờ cho đến trưa là anh em mình nín thở luôn hả? Nè, Ừ? thằng đó có đáng tin không vậy? Anh đừng có lo. Em với nó là chiến hữu của nhau. Hai cái từ mà chiến hữu của tụi bay nghe mơ hồ quá. Chiến hữu của tụi bay á bằng 3 tỷ của tao không? Nè, Dạ. nếu như mà nó biến mất, mày có thể tìm ra tung tích của nó không? Hả? Anh trù ẻo cái gì vậy? Em giả anh bây giờ á. À, chưa về tới nơi mà anh nói chuyện bậy bạ không? Anh quên rằng là dân giang hồ anh em mình á, còn chữ tín nó quý trọng hơn cả mạng sống nữa. Cái chữ tín của tụi bay nghe mơ hồ quá. Thực tế đây nè, chưa chắc tao với mày giữ được mà hắn sống. Nếu như mà hắn tắt máy là ổng giết tao với mày đó. Nãy giờ nói chuyện em cảm thấy lo lo rồi đó nha. Alo, tốt lắm, đồng chí tiếp tục bám sát đối tượng. Nhận định của đồng chí Thành hoàn toàn chính xác. Các đối tượng sẽ giao hàng ở một địa điểm giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh. Các đồng chí lập tức triển khai phương án 2. Rõ. Dạ nghe. B2, đồng chí xác định địa điểm xuống của đối tượng, khống chế và bắt ngay.
khi có cơ hội. Đó. Cảm ơn. Làm điều không? Giỡn hoài anh. Đó sao đủ đô em? Anh ráng đi, vài bữa thôi à. Mấy đứa nhỏ nó đem về bảo đảm với anh á hả? Tươi xanh như nồi canh luôn. Anh trồng được ở nhà, sao không xài cái loại không khói đi? Mày cũng biết rồi đó. Ông già tao á, ông cấm kỵ nhất là mua cái gì mà xài cái đó. Ông mà biết tôi chơi xì ke hàng đá, đồng giết tao liền đó. Sợ gì anh ơi? Anh á là đương kim hoàng thái tử, ông xử anh rồi á thì lấy ai mà nối ngôi nữa. Mày biết không, người nào mà phạm vô nguyên tắc của ông, con cái hay đệ tử là ông giết hết. Đó là nguyên tắc. Mà gần tới giờ rồi, tao thấy càng lo hơn nè. Anh ơi, mình ngồi đây thì cũng không giải quyết được chuyện gì hết. Em nghĩ là hay em với anh ra chỗ điểm hẹn đi, mình phòng trước rủi ro. Hay. Tính tiền đi. Dạ. Hôm qua đứa nào nhận hàng? Là thằng nhóc từng theo anh một lần và hai chục. Mày chắc chứ? Nghề của em mà đại ca, gặp một lần là nhớ cả đời. Tốt, lặn đi, tao sẽ chuyển tiền cho tụi bay. Dạ đại ca. Thằng này tính chơi cái trò gì đây? Nghe. Hàng về đến đâu rồi? Hàng đang về. Khoảng một tiếng nữa là tới nơi. Ờ. Vậy nha. Ok. Vậy nha. Nó nói sao? Nó nói tiếng nữa hàng tới. Má, làm cái gì mà lâu dữ vậy? Nè, làm gì nôn dữ vậy? Hôm ấy giờ chỗ vắng vắng nè. Mình làm gì mình làm đi ha. À. Ê. Giờ cũng phải lúc đâu. Để xong việc cái đã ha. Ừ. Tao nói rồi, xong việc cái đã. Ok.
Báo cáo anh, xe vừa qua ngã tư. Mày cho anh em tới chỗ hồi chiều ta đã nói, từ giờ tới tối có thể nó tới chỗ đó. Vậy đại ca muốn nó sống hay là chết? Không được gây chú ý, quan trọng là mày phải lấy được cái điện thoại của nó. Dạ, đại ca yên tâm đi. Tụi em sẽ làm sạch sẽ cho đại ca. Nếu mai anh chết em có buồn không? Kiểm tra xe đó. Cầu tài xế xe mang biển số 51A 52639 dừng lại. Mẹ kiếp tụi mày, muốn chơi với tao hả? Chúng tôi yêu cầu tài xế xe 51A 52639 dừng lại. Giờ tính sao anh? Chết rồi anh. Lên xe nhanh. Thank you.
Thả tao ra. Mim. Thả ra. Thả tao ra. Thả ra. Đề nghị anh cung cấp mã khóa. Tôi không biết. Chúng tôi yêu cầu anh có thái độ hợp tác. Tôi nói rồi, tôi chỉ là người vận chuyển món hàng sinh nhật này giùm thôi. Tôi không biết mã khóa gì hết, và cũng không biết trong đây có gì hết. Các đồng chí làm nhiệm vụ. Anh còn gì để nói nữa không? Tôi không có gì để nói. Mở vật chứng. Tôi đã nói rồi, đó chỉ là món quà sinh nhật thôi. Làm một ý không? Em không muốn sập vào lúc này. Này, chuyện này chú tính toán kỹ chưa? Chị biết em mà. Việc gì em tính 99% rồi em mới làm. Này, chị nhắc chú nhé, nếu chuyện này mà không ổn, coi như là chú lộ sáng hoàn toàn. Em cũng đang chờ đợi cái ngày được đối đầu với lão ấy từ rất lâu rồi. Chú vẫn chứng nào tật đấy. Em muốn có một thứ gì đó thật ý nghĩa để cúng 49 ngày cho cổ. Nhanh thật đấy. Chị xin lỗi, mới đây mà đã 49 ngày rồi. Cậu chủ ơi, cậu ông... Ba. Dạ xin lỗi ông chủ, tôi đã cố ngăn cậu ấy. Được rồi. Dạ. Ba, con đã cố hết sức rồi. Không việc rồi phải không? Ở quãng đường nào, có biết tôi đã bắt không? Dạ, quốc lộ 22, chính mắt con nhìn thấy. Con áp tải nhưng mà không trực tiếp ngồi trên xe hàng. Con theo xe hàng một khoảng cách, để thấy có biến rồi con sẽ rút. Quả không sai. Ba à, nhưng tụi nó mới tấm hàng à, đâu biết hàng đó của ba đâu. Đồ ngu. Nếu mày có bình miên hết được, tụi giao hàng hay không? Dạ, con biết tội rồi.
Alo. Cứ cho về chỗ cũ. Mày còn đứng đó nữa à? Ba, vậy còn hẹn thì sao ba? Mày không cần quan tâm tới chuyện đó nữa. Đi đi. Dạ, con xin phép. Alo, tao nghe. Anh ơi, khui hàng ra trong vali không có gì hết, chỉ có chiếc bình cổ thôi à. Khốn kiếp thiệt. Lão đúng là con cáo già. Cậu có cần bổ sung điều gì nữa không? Dạ thưa anh, em chỉ xin cùng chịu trách nhiệm với đồng chí Thành. Dạ thưa chú, theo như những gì mà cháu viết trong bản tường trình, anh Hoàng không tin tưởng. Và cháu xác minh là những thông tin cháu có là hoàn toàn chính xác. Nhưng mà cháu hơi chủ quan về phán đoán và suy nghĩ. Lỗi nhiệm vụ thì không phải lỗi của riêng ai. Đó chính là lý do hôm nay ba chúng ta phải ngồi tại đây để mà kiểm điểm, báo cáo sự việc và rút ra kinh nghiệm. Lòng tin là cách con người với con người đối xử với nhau. Nhưng với nhiệm vụ dựa trên sự xác thực của thông tin, sự thẩm định chính xác của người chỉ huy, và nhất là trong các vụ án có liên quan đến điều tra ma túy, nếu một chút bất cẩn sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Em cũng xin giải trình về lý do dẫn đến quyết định đánh án hôm qua. Thật ra đây không phải là một vụ án mới. Ban chuyên án đấu tranh cho vụ án này đã được thành lập cách đây 6 tháng. Tuy nhiên, phương thức hoạt động và quy mô của các đối tượng khá khác lạ so với những đường dây buôn bán ma túy thông thường. Vì vậy, các trinh sát và các cán bộ điều tra thường hay mắc lỗi. Vậy cậu nghĩ là nó liên quan đến chuyên án 266D à? Dạ thưa chú, theo những nguồn tin mà cháu có được về chuyến hàng lần này là từ một tên đàn em. Lẽ ra hắn áp tải chuyến hàng cung cấp đó. Giả lại hệ thống chân rết cũng đã thẩm định kỹ lưỡng thông tin. Chính vì vậy cháu mới xin trình để đánh án. Em cũng xin báo cáo thêm, dường như những giò bạch tuộc đang thu lại dần. Theo nhận định của tụi em thì có thể đây là một chuyến hàng cuối, chuẩn bị cho một đợt ẩn mình lâu dài. Vì vậy tụi em mới nôn nóng phá án. Nếu đúng như vậy thì mọi việc không hề đơn giản. Đã 2 năm theo án mà vẫn đến trượt, nghĩa là chúng ta chưa nắm vững quy luật của đối tượng, cũng như chưa xác định rõ đối tượng là ai. Còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết trước khi có một kế hoạch cụ thể. Tôi nói là đánh án là không có nôn nóng được đâu. Thôi được rồi, việc này cứ như vậy đi. Tôi sẽ bàn cụ thể với cậu sau. Dạ. Dạ. Không lẽ đó là cách ông già chơi tao? Làm sao? Em không hiểu. Lần đầu tiên tao đi nhận hàng, lần đầu tiên tôi thất bại, lần đầu tiên tôi thấy ông già tao bình thản đến như vậy. Anh nói làm sao á, chứ chuyến hàng cả bạc tỷ, đâu cần chơi anh mà phải tốn tiền nhiều như vậy. Mà quan trọng hơn á, làm cho công an chú ý, em nghĩ không tốt đâu. Nếu đúng như vậy thì tao với mày tàn đời rồi. Ừ.
Là bố gọi hả? Không phải. Vậy là ai? Người vận chuyển. Transformer hả? Trời ơi, cái phim đó đó, cái anh đóng vai chính á, anh đẹp trai dễ sợ đẹp trai. Tao luôn cắt lưỡi mày liền á. Bây giờ còn nói nữa hả? Giờ nghe hay không nè? Anh đợi chút xíu đi. Đây nè. Dạ. Nghe hay không? Nghe. Không nghe. Nghe. Hơi mệt quá. Anh nghe đi, không sao đâu. Alo. Tao đang về đây. Về đâu? Thì về. Mà thôi, chỗ của tao đi. Ủa, tụi cơm thả anh ra rồi hả? Mày đang ở trên trời hay dưới đất vậy? Em cũng không biết nữa. Vậy thì cố trụ ở mặt đất, chờ tao về đi. Anh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tao cũng đang không biết chuyện quái gì đang xảy ra đây. Vậy đi. Đúng là ông già tao là thánh thiệt. Em bái phục anh luôn á. Rồi khóa cửa đi. Ê, vô đi. Ừ. Khóa cho cẩn thận đó. Nè. Chúng mới về đây hả? Mới được một ngày thôi. Nó chạy tốt chứ? Em chỉ mới thử một lượt ít thôi, để xem phản ứng của khách hàng là như thế nào, xem lượng và chất có đủ hay không. Anh nhớ cho người thăm dò phản ứng. Tôi đâu cần nghiên cứu, tôi cần thực tế, cần chủ động đáp ứng nhu cầu thị trường kìa. Làm khoa học không nên nôn nóng như vậy anh à. Nhất là không có ai mong bá chủ như anh. Hơn nữa, em không có thực tế. Em chỉ biết pha chế theo kết quả thăm dò thôi, cho nên không vội được đâu anh à. Nhưng đời người ngắn lắm, mà cơ hội có đợi chờ ai đâu. Vẻ tự tin vốn có của anh đâu mất tiêu rồi. Được, tôi đợi anh ở ngoài. Hàng về chưa anh? Hàng đã được tập kết ở trang trại. Còn chú thế này thì... Dạ. Có biện như vậy thì mới xin phép nghỉ dài hạn được chứ. Có lý. Nhưng chú nhớ phải nghỉ ngơi, dưỡng thương trước đã. Trời, em bị thương ở đầu, chứ tay chân em có bị gì đâu. Vả lại em có thằng quái nếu giúp em nữa mà. Có gì chú cứ xài nó. Anh kiếm đâu ra cái thằng này khá thiệt. Có nó chăm sóc chú cũng đỡ. Chú ở lại đây thí nghiệm cả tháng cũng không thành vấn đề. Dạ.
Thằng nhóc này hay lắm, nói đâu hiểu đó, không chê được chỗ nào. Sống ở đời, người ta cố gắng lắm mới được ba chữ không, còn nó không cố gắng gì mà được hai chữ không. Đâu có, em lại thấy nó đủ ba cái đó chứ. Ngoài cái chuyện mà không nghe không thấy, nó lại là người từ vùng khác tới đây, cho nên coi như là nó không biết gì hết. Không nghe, không thấy, không biết, chẳng phải là đủ cả ba hay sao? Ừ, cái đó hay đó nghe. Chú thấy thằng Tuấn thế nào? Thằng Tuấn, em thấy mặc dù nó không được thừa hưởng cái tính tình điềm đạm như anh, nhưng em thấy ở đó có tham vọng, muốn chứng tỏ mình. Nếu như nó được rèn giũa, có thể nó sẽ giúp anh cán đáng công việc. Chú thấy nó có giống tôi hay không? Sao anh hỏi gì? Tôi và chú còn xa lạ gì nữa, chẳng còn gì để giấu nhau. Nhưng mà việc vừa rồi tôi xử nó cũng quá đáng. Quả thực thì nó cũng là hy vọng cuối cùng của tôi. À, thưa bác sĩ, xin bác sĩ hãy cứu nó, nếu để lâu nó sẽ chết mất. Rất tiếc thưa anh, nhóm máu của anh với bệnh nhân Tuấn không giống nhau. Các anh có nhầm không? Tôi với nó là cha con mà. Hôm nay chỉ xét nghiệm một ca của anh, tỷ lệ chính xác là 99,9%. Không thể như vậy được. Nói vậy, chẳng lẽ tôi với nó không cùng huyết thống à? Nhóm máu không nói lên điều gì ạ? Bác sĩ nói đúng đó anh à. Trong một vài trường hợp, cha và con chưa chắc đã cùng nhóm máu, nhưng ADN thì chắc chắn là đúng. Chuyện đó thì không thể sai được. Nhưng mà chị là một người nề nếp, có lòng tự trọng, lại không phải là người dễ phản bội. Có những sai lầm chỉ mắc một lần là không thể sửa chữa được. Anh mà cũng mắc sai lầm sao? Tôi với chú cũng là con người cả, có ai mà không mắc sai lầm đâu. Mà tôi thấy chú cũng lạ, cả đời bên mấy cái máy thí nghiệm, chỉ cần một phép thử đơn giản là rõ trắng đen, vậy mà sao chú không dám làm? Em cũng không hiểu sao nữa. Hơn 20 năm qua, em vẫn chưa làm quen với cảm giác cầm tờ xét nghiệm ADN trên tay. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi, tim em như bị bóp nghẹt. Bởi ngay việc chiếm đoạt Nguyệt đã là tội lỗi, nên cậu không thể thoát khỏi mặc cảm đó. Đến bây giờ tôi mới tin cái thứ mà người ta gọi là nghiệp chướng. Tụi mày không tưởng tượng được mặt của mấy thằng cơm lúc đó như thế nào đâu. Đúng là không uổng công tôi sợ xón đáy ra ngoài. Nếu như mà hàng không phải do anh sách, em nghĩ là có nghĩa là ông già đang thử em. Mày cũng đừng có suy nghĩ nhiều, cứ coi đó là một nhiệm vụ, vậy là xong.
Em hỏi thiệt, cái lúc anh bị bắt á, anh thấy làm sao? Tao nghĩ một cái vali hàng như vậy thì tao cầm chắc án dựa cột. Mà đã dựa cột rồi thì khai với không khai cũng như nhau thôi. Vậy là tao im lặng. Phải vậy chứ anh. Bởi vậy mới cam đoan với anh Tuấn rằng á, giang hồ tụi mình lấy chữ tín làm đầu. Vô. Anh. Nói tóm lại, anh thoát được là nhờ không có hàng, chứ đâu phải mọi việc suôn sẻ đâu. Nè, đừng có dịnh vô cái cớ đó mà xù công tao nghe chưa. Thì anh cũng thấy đó, em đâu có được đồng nào đâu. Chưa biết bây giờ ông già ông xử em như thế nào nè. Đó là chuyện của mày với ông già mày. Còn thằng Hải này đã chịu đủ hí nộ ái ố rồi. Và bây giờ tao cần tiền. Vậy bây giờ em trả anh một nửa, ok? Tao muốn lấy đủ. Thằng Hải này chưa biết nói hai lời. Em thấy như vậy, cái chuyện đó lỡ xảy ra là không phải do hai bên muốn như vậy. Thôi thì mỗi bên mình cứ nhường nhau một tí xíu, giữ tình nghĩa ha. Tao với thằng này không có tình nghĩa gì hết. Nhưng mà còn em. Đây là việc làm ăn, thỏa thuận như thế nào thì cứ như vậy mà làm. Nếu không tình nghĩa thì là tại Linh đã giới thiệu hai người gặp nhau cho nên cho Linh xin. Anh đừng nghĩ mình có số má rồi anh ép người ta. Mẹ mày. Vậy bây giờ mày muốn làm gì tao? Dù sao thì anh cũng cho em một chút thời gian đi. Em hứa là sẽ cố gắng trả sớm cho anh. Tao cho mày 3 ngày. Em nghĩ vậy cũng được á. Chúng ta bắt đầu cuộc họp. Đồng chí phát biểu ý kiến. Báo cáo, hiện nay sau khi đưa trinh sát là 3 hướng thì vẫn chưa xác định được hung thủ sát hại nạn nhân là. Còn về Sơn Đảo thì theo thông tin tiếp nhận của đối tượng, tôi có nhận định như sau. Trong mối quan hệ giữa Sơn Đảo và nạn nhân Lan thì Sơn Đảo là một người nặng tình nghĩa và cô Lan là mối tình đầu của Sơn Đảo. Tuy nhiên, Sơn Đảo chỉ thực sự quan tâm tới cô Lan mà không để ý tới con trai của cô ấy, đó là bé Nam Anh. Mặc dù Sơn Đảo chưa có lên tiếng chính thức về việc báo thù, nhưng theo một nguồn tin lân cận bên cạnh Sơn Đảo thì anh ta nhất quyết sẽ báo thù cho cô Lan. Như vậy thì có tin tức gì về bé Nam Anh không? Về tin tức của bé Nam Anh, xin mời đồng chí Thương. Báo cáo, chúng tôi đã tìm được ngôi chùa mà bé Nam Anh đã ở trước khi chuyển đi. Nhưng sư cô đã nhận chăm lo cho bé Nam Anh thì hiện tại đã mất tích. Có thể là sư cô đã chuyển đi nơi khác. Ngôi chùa hiện tại gần như là bỏ trống, không có ai trông coi. Nói như vậy thì manh mối về bé Nam Anh đều mất hết sao? Hiện tại thì anh Quy đã quay trở lại hiện trường và cũng tin chắc là sẽ có manh mối từ đó. Dạ. Chào cô ạ. Dạ. Cô cho con hỏi là cô biết chủ trì chùa này là ai không ạ? Mọi người đi hết rồi. Vậy không có ai đây sao cô? Dạ không. Nhà tôi ở gần đây nè. Hồi trước á, tôi cũng tới lui thăm viếng chùa. Nhưng mà hả, từ khi mà không còn ai á, thấy quạnh quẻ quá, cho nên tôi thi thoảng tôi tới đây để mà tụng kinh cho tâm tịnh vậy mà. Dạ. Dạ, cảm ơn cô ạ. Dạ. Anh Huy. Quỳnh. Ủa là gì hả?
Dì, dì không nhớ con hả? Ờ. Con với một anh nữa hôm bữa đụng dì ở trước chùa cách đây mấy tuần đó hả? Dì bị đau mà dì không chịu vào bệnh viện, cứ đòi về nhà. Rồi từ hôm đó tới giờ chân dì còn đau không? Đỡ rồi. Dì nè, từ hôm bữa tới giờ có sư cô hay sư thầy nào về chùa không dì? Dạ không, tôi không thấy ai hết á. Vậy mấy nhà tài trợ có ai về đây không? Nói thiệt nghe, hôm bữa mà cô đụng tôi đó là mấy ông có ghé về chùa thắp nhang đó, nghe nói đâu là cúng giải hạn gì đó, nhưng mà mấy ông không có muốn ai làm phiền hết á. Vậy hả dì? Vì vậy mà dì mới cản tụi con đúng không? Thôi tôi phải về, tôi xin lỗi cô nha. Quỳnh à, tôi thấy thái độ của người phụ nữ đó đáng nghi ngờ. Chắc chắn ngôi chùa này đang giữ một bí mật gì đó. Anh coi mấy bức hình này đi. Nè, chẳng phải là Lan sao? Đây là hình của Lan mà. Lan cũng giống như tôi. Cô nói vậy là sao? Thì tôi cũng ở chùa này mà. Thì khi mà ba mẹ tôi mất, tôi được sư cô đem về nuôi dạy.